Em quay clip bạn Bình nha, được không? Rồi. Ở anh Bình khí cái hậu bên trong. Anh Bình dán bên xưởng mộc đặt tủ thờ gõ đỏ. Chỉ nô chém gõ lào nha mọi người. Đây là vân gỗ của cái tủ thờ nha. Mọi người thấy tủ thờ này là 9 ô chèm gõ đỏ vân gõ lèo nha mọi người. Em mình đăng ký bên không. Mọi người thấy cái vân này, đấy, hai vân này là đối xứng nhau à, hai vân trên này đối xứng à, hai vân dưới đối xứng à. Đó, cái tủ thờ này là 9 ô chèm gõ đỏ lèo, nó đẹp đấy, cái vân nha mọi người. Cây này thì giá là 20.500.000, ngang 1m6. An Bình là ở Nhân Trạch nha mọi người. Muốn chiều em giao luôn không? Hay khi nào giao? Thì đây là hóa đơn của anh Bình nha mọi người. Thì anh Bình cũng là dân làm gỗ nha mọi người. Này trước thì anh Bình cũng là thợ làm gỗ luôn. Đó, nhưng mà anh Bình cũng bỏ nghề 10 năm rồi, 10 năm hơn rồi. Đó. Thì anh Bình ghé đặt một cái tủ thờ gõ đỏ 9 ô chèm gõ lèo nha mọi người. Đây. Còn đây là anh Đoàn với cả chị Hường. Đó, anh Đoàn với chị Hường là ở bên Bình Dương nha mọi người. Và anh Đoàn với chị Hường là trước có đặt mộc là nội thất nguyên một nhà. Và bây giờ là đang coi cái sập thờ xoan đèo. Chân trụ 18 và 2 tấm. Cái sập này bên mộc đang bán với giá là 21.400.000. Và anh Đoàn đang phân vân giữa cái sập này với cả cái sập loại nhỏ của mộc là 7.500.000. Và sau khi cân nhắc thì anh Đoàn đặt cái sập bự luôn nha mọi người. Thì anh Đoàn đặt cái sập là 21.400.000 với cả cái bàn trang điểm chèm oven 1m. Đó. Đó, anh Đoàn mua lần 2 thì mộc sẽ giảm cho anh 3% tất cả các món nhé. Là giảm được 800.000. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay là có chú Thái này ở Đức Hòa Long An là ghé tận xưởng mộc lấy cái bàn. Nghĩa là lần trước chú Thái có mua của mộc một lần rồi. Đó, xong rồi bây giờ này chú Thái cần một bộ bàn cúng giống như bàn thờ chứ mọi người. Bàn thờ giống như là cái bộ lần trước này chú Thái đặt mộc. Đó là lần trước chú Thái mua nội thất là nguyên nhà mọi người. Thì cái bàn thờ này là bàn thờ tổ tiên, gỗ gõ đỏ, ngang 61. Đi với cả một cái tấm chắn khói. Đó, thì một bộ như thế này là 2.1 triệu. Là mộc xem miễn phí vận chuyển đó. Còn chú Thái thì chú ghé tận xưởng mộc, với cả chú mua lần 2 thì mộc sẽ tính rẻ hơn nhé mọi người. Đó, tính rẻ hơn thì tính chú vận chuyển trừ đi với cả. Với cả chú Thái tự vận chuyển mọi người, về tính chú là 1.9 triệu thôi. Khách hàng mua lần 2 thì mộc sẽ giảm lại 3% nhé mọi người. Với cả tấm chăn khói này là mộc lấy cho chú cái tấm lớn. Cái tấm nhỏ thì mộc lấy có 100 thôi, cái tấm này thì nó mắc hơn là 200.000. Đó. Thì tính ra là tính chú rẻ đi bay cho 300.000. Thì chú Thá cũng rất là quý bên mộc nha, mới ghé ở xe vậy nha mọi người. Đó. Ở Đức Hòa Long An là ghé mộc là phải kẻ 80-90 cây nha chú Thá nhờ. 80-90 cây á. Rồi bay chú Thá nha, chào mọi người. Chào ha, có gì ghé ha. Dạ vâng, đúng. Mọi người, khách hàng mà mua lần 2 là thường không, tại vì cái tỷ lệ mà khách mà mua lần 2 là người là nói chung là cũng rất là quý. Vậy nha mọi người nha. Thấy anh cũng chịu khó không? Còn anh Lập thì cũng làm kiểu như là cũng dân đồ gỗ luôn nha mọi người. Đó, ghé bên xưởng mộc đặt hàng nha. Lập đang chụp lại cái thớ vân nha mọi người. Đó. Anh Lập này có chú làm mộc nha. Chào anh Lập, chào mọi người cái coi. Ok, vậy nha anh Lập. Anh Lập cũng ở gần mộc thôi à.